Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghĩa Laptop Bến Tre. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một brand rất là đặc trưng của dòng laptop HP Pavilion G4 này các bạn. Thì cái ban bệnh của laptop là như sau các bạn. Một ngày đẹp trời thì cái con chuột cảm ứng này, cái touchpad này nó sẽ bị liệt nha các bạn ha. Hay nó hiện cái mũi tên chuột này, tuy nhiên nó không chạy các bạn ha. Hoặc là có khi nó mất luôn mũi tên này nè. Mình cắm chuột ra và mình vẫn xài được nha các bạn ha. Bây giờ thì mình tiến hành mình tháo máy ra để mình kiểm tra xem nó bị cái gì nha các bạn. Trước mắt thì mình sẽ tháo bằng phím nè các bạn ha, mình tháo sẵn rồi nè để tránh thời gian nha các bạn. Thì bây giờ mình gỡ bằng phím lên nè các bạn ha. Các bạn thông cảm với mình là vừa làm vừa quay cho nên là cái hình nó không được chuẩn lắm nha các bạn. Đây, sau khi mình tháo bàn phím lên á, bây giờ mình tiến hành mình đo, mình chỉnh đồng hồ vo nè các bạn. Mình đo vo nó nha. Mình đo tại chân số 1 của touchpad này ha. Thì nó còn có 1V07 nè các bạn ha. 1V07 mà mình theo cái sơ đồ á, ngay chỗ CN5 nè. Nè, mình quay sơ đồ các bạn xem nè. Hay mờ ra để mình zoom to lên chút xíu. Đây. Ngay chỗ CN5 nè các bạn. Ha, các bạn thấy thì cái đường chân số 1 nè. Rồi sẽ có 3V sub nè các bạn ha. Nó mất đường 3V sub này. Thì tiến hành tiếp tục mình dò SEMA cái đường 3V sub á, thì mình sẽ dẫn đến một cái con Q8 nè, là một nè ha. Để mình dò lại các bạn xem nha. Đây 3V sub. Ha, 3V sub nè. Là con BQ6 nè, các bạn tìm cho mình con BQ6. Ha, chân số 4 của BQ6. Thì bây giờ mình tiến hành mình tháo máy nha các bạn. Mình tháo máy ra để mình tìm con BQ6 nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mình tiến hành mình tháo cái máy ra ha, tinh men nè, thì con BQ6 nằm đây nè các bạn. Con BU2 này nè, ngay trên chân số 7 á, nó sẽ có được 3V ha. 3V sub dẫn ra về con BQ6 nè các bạn ha. Đây là BQ6 nè. Thì BQ6 này á, chân số 4 đây nè bạn, mình sẽ nối tắt. Mình nối tắt tại vì lúc nãy mình đo các bạn thấy là nó mất 3/3 sub á, mà con này á, thì nó khiển 3/3 nè các bạn. Cho nên là mình lấy chân nè 1 2 3 4 5 6, chân 1 2 5 6 thì lúc nào cũng có 3V hết. Thì bây giờ mình sẽ cấp, mình nối một đường trực tiếp từ chân 4 sang chân 5 chân 6 luôn các bạn. Đây nè, mình nối chân này nè. Mình nối hai tới cắt hai chân này nè các bạn. Mình tiến hành mình gấp máy nha các bạn. Ha, sau khi mình câu tắt hai cái đường đó thì bây giờ mình đo đồng hồ lại các bạn xem nè. Cái này mình đo đồng hồ các bạn xem ha. Thì chân 1 hiện giờ là có 3/3 nè các bạn. Để mình đo lại các bạn xem nha. Chân 1 nè. Đây là các bạn có 3/3 nè. Ha. Ha, máy đang vô nguyên nè. Mình thử coi là chuột nó chạy chưa các bạn. Do cái máy này á, là chuột nó bị đứng á, do nó mất nguồn 3/3 sub á, cho nên là nó chuột nó đứng á, rồi khách người ta xài không biết á, người ta tắt mở nhiều lần á, ổ cứng nó hơi bị chặt này các bạn thấy không. Sau khi mình câu nguồn 3/3 sub có rồi thì các bạn thấy chuột điều khiển rất là ok nè các bạn ha. Đó, chuột điều khiển rất là ok. Thì cái ban này á, lỗi là gì? Lỗi là mất được 3/3 sub. Nếu mình thay coi xe con Q6 lúc nãy á, thì vẫn được các bạn, BQ6 á. Tuy nhiên thì mình câu tắt vẫn chạy tốt nè các bạn. Đấy, chuột tốt nè, chuột phải nè.
chuột trái nè, rất là ok các bạn nha. Thì vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn một bang rất là đặc trưng của dòng laptop HP Babylon G4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh mình cũng như ủng hộ cho kênh mình trong suốt thời gian qua. Thì cũng rất là hy vọng các bạn yêu mến quan tâm kênh của mình bằng cách nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của mình các bạn. Mình cũng nói luôn các bạn là do là mình bận bịu nhiều công việc á, cho nên là mình làm giống như một cái kênh tổng hợp vậy, nhiều cái thể loại như vậy, vừa sửa xe ô tô, cũng chia sẻ một số kinh nghiệm về xe ô tô của mình ha, rồi một số kinh nghiệm về sửa laptop, cũng như là những cái lần mà mình đi chơi đi phượt á, mình cũng sẽ up lên trang Nghĩa Bến Tre các bạn, và một kênh phụ mình nữa là kênh Lang Thang Bến Tre các bạn. Thì rất mong các bạn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh mình ha, cũng như chia sẻ kênh của mình để nhiều người biết đến nha các bạn. Rồi mình tạm dừng video tại đây nha.